Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần quyết định kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm gian khổ chống thực dân Pháp. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc. Với vị trí chiến lược, quân và dân Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò hậu phương quan trọng, bảo đảm hậu cần cho thắng lợi của chiến dịch. Để có được hòa bình thống nhất và đất nước vững mạnh như hôm nay, hàng triệu người con Thanh Hóa đã đổ máu xương nằm lại trên đất mẹ. Hậu phương và tiền tuyến, chương trình nghệ thuật đặc biệt kể lại những câu chuyện quá khứ lịch sử hào hùng với khát vọng thịnh vượng của vùng đất xứ Thanh, địa linh, nhân kiệt. Chương trình Hậu phương tiền tuyến chính là một chương trình nghệ thuật, một cái khúc trường ca để kể lại một cái quá trình đấu tranh, kháng chiến, đóng góp sức người sức của con người Thanh Hóa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Trong chương trình thì chúng tôi đã sử dụng một cái ngôn ngữ nghệ thuật bằng những cái ca khúc để có thể giúp cho toàn bộ người xem truyền hình cũng như là công chúng có mặt tại cái buổi truyền hình trực tiếp có thể cảm nhận được cái không khí, cái sức nóng của những cái thời kỳ lịch sử, và qua cái thời kỳ lịch sử đó để có thêm những cái ý chí để xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp. Với quy mô tổ chức và dàn dựng công phu cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hậu phương và tiền tuyến sẽ diễn ra tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 vào lúc 20:05 ngày 6 tháng 5 năm 2024 trên kênh VTV8.